Ngũ ra vào chốt cho em một cây đi. Củ Sapa là cứ đủ nắng đủ gió này là nó đẹp. Nắng to phát là nó bông hoa nó lở nó căng đẹp. Có nhìn này. Một trong những giống hồng cổ mà nó được yêu thích từ xưa đến nay nhá. Nó không bị lên xuống theo thời gian, ví dụ như là có những cái cây là nó độ hot của nó theo chen ấy. À, năm nay nó hot cái này, sang năm nó hot cái khác ấy, nhưng cái hồng cổ Sapa thì là nó bền bỉ với thời gian luôn. Một trong giống hồng cổ được nhiều người yêu thích nhất, nó bền bỉ với thời gian và chưa có một cây nào có đủ sức để xoán ngôi ở cây hồng cổ Sapa này được. Cây rất là đẹp luôn. Form hoa thì tông màu hồng đậm, hồng cánh sen. Một cây lở nó có vài trăm bông hoa luôn. Form hoa tông màu hồng đậm, màu hồng cánh sen nhé các bạn nhá. Cây rất là đẹp. Ôi, sao mà đông lại ít người vào xem thế nhỉ? Em quay gần bông hoa cho mọi người nhá. Bông hoa này. Đấy, rất là đẹp luôn. Màu hồng cánh sen rất là tươi sáng. Hàng này tán của nhà em là hơn 2 mét một cây nhá. Tán của nó tán ngang tán là 2 mét một cây. Cây rất là đẹp luôn. Được trồng trong cái bịch vải là 45. Khi nhấc lên rất là đảm bảo luôn. Trồng trong bịch vải 45 nhấc lên cực kỳ đảm bảo nhé các bạn nhé. Nhấc lên cực kỳ đảm bảo này. Cây này. Gốc này. Vanh của nó là vanh 14. Và thoát thân nó dao động từ 70, 80, 90 và 1 mét. Tùy cây. Cây rất là đẹp nhé các bạn nhé. Giá cây này mình bán là 5 triệu bạn ơi. Ai mua trong cái like ngày hôm nay thì mình giá tại vườn là 5 triệu một cây. Nhưng ai mua trong cái like này của mình thì mình sẽ giảm giá cho các bạn 500k nhá. Ai mua trong cái live stream này nhá. Còn nếu mà mua khi mà qua cái like này rồi thì sẽ không được cái giá này nữa. Rất là đẹp luôn. Cổ Sapa nhá các bạn nhá. Hoa hồng cổ Sapa. Cao cây nó sẽ dao động từ 2m cho đến 2m2. 2m cho đến 2m2 nhá. Ở vườn có rất là nhiều cây này. Mình đi sâu ở bên trong nhá, có những cây cao. Cây đầu vừa rồi mình quay thì nó thoát thân nó hơi thấp. Có những cây nó thoát thân hơn 1m này. Cây nó già nó cao này. Đấy, tùy nhá, tùy theo sở thích của khách. Đúng rồi bạn Jenny Trịnh ơi. Đúng rồi Jenny Trịnh. Cây này là cây đẹp này. Rồi, tán rất là to này. Tán rất là to nhá. Vườn của mình rất là mau. Nên là khi mà quay thì nó sẽ không toát được hết cả cái vẻ đẹp của cây lên ạ. 5 triệu một cây bạn ơi. 5 triệu một cây. Mua trong cái like ngày hôm nay em giảm, em sẽ có giảm giá nhá. Này. Cây rất là đẹp nhá. Đấy. Em đo thoát thân này. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này, 90 phân. Thoát thân 90 phân và vanh của nó là vanh 14 nhá. Thoát thân cây này thoát thân 90 phân và vanh của nó là vanh 14, cây cực kỳ đẹp luôn. Bóng tán ok luôn này. Hàng cây này của mình mọi người xem phải cả luyện cả tính kiên nhẫn nữa vì quay nó lâu ấy. Quay nó cũng hơi khó. Đấy, rất là đẹp nha các bạn nhá. Form hoa thì lên rất là chuẩn màu. Ở ngoài như nào thì lên ảnh lại lên video nó y như vậy luôn. Tông màu hồng cánh sen nhá. Tông màu hồng cánh sen. Đây là một trong những giống hồng cổ được nhiều người yêu thích nhất. Và bao nhiêu năm rồi nó chưa lỗi mốt thằng hồng cổ Sapa này. Có các cây khác lỗi mốt thì lỗi mốt, cây nào lỗi mốt thì lỗi mốt, thì riêng cổ Sapa thì các bạn trồng không bao giờ sợ lỗi mốt luôn. Form hoa nó cực kỳ đẹp, bền bỉ theo 5 tháng này. Đấy, tông màu hồng đậm này. Rất là đẹp nhá. Và chu kỳ lọc hoa của hồng cổ Sapa của nó sẽ dao động vào tầm bao nhiêu ngày nhỉ? 7 cho đến 10 ngày. Thời tiết mà nắng nóng nếu khoảng 7 đến 8 ngày một lứa hoa. Còn thời tiết nó mà lạnh thì nó có thể 10 đến 12 ngày. Tùy vào thời tiết nhá. Nhiệt độ chỗ shop bao nhiêu? Nhiệt độ chỗ mình đang khoảng 20 độ. 20 độ. Hoa hồng cổ Sapa thì nó thích hợp với thời tiết nào? Hoa hồng cổ Sapa nó rất thích nắng nhé mọi người nhá. Cái thời tiết mà cứ nắng đẹp như ngày hôm nay này. Và nhiệt độ nó khoảng trung bình nhiệt độ khoảng 20 độ thì là hoa hồng rất là đẹp. 20 cho đến 22 độ, 18 cho đến 22 độ là nhiệt độ mà hoa hồng cổ Sapa nó ra là bông hoa đẹp nhất nhá các bạn nhá. Nó ra là bông hoa đẹp nhất luôn.
phải có nắng nhá, riêng Hồng Cổ Sapa là phải có nắng nhá, thì là nó sẽ rất là đẹp. Có nắng nhưng mà nhiệt độ mà cao quá, ví dụ 40 độ thì hoa gì nó cũng sẽ kém đi một chút xíu. Nếu mà vào ngày trời nắng thì mọi người kê nó ở chỗ giờ chỗ mát, hoặc là mọi người che thêm cái lưới cho nó. Chỉ mất có 3 tháng hè thời tiết nắng nóng thôi thì là cây nó bị kém một chút thôi. Còn qua 3 tháng mùa hè rồi thì 9 tháng thời tiết rất là ưu đãi cho hoa hồng nhá. Hoa hồng 9 tháng đều là những tháng rất là phù hợp để trồng hoa hồng. Chỉ duy nhất 3 tháng hè thôi, thời tiết nắng nóng thì không chỉ hoa hồng mà các loài cây khác mà nắng quá, hoặc như mình nắng quá mình không chịu được, thì có mùa hè thôi, mất 3 tháng mùa hè là cây nó sẽ bị kém một chút xíu thôi. Chứ còn 9 tháng khi mà trời sang thu, chỉ cần trời thời tiết của mùa thu thôi là cây nó đã đẹp rồi nha mọi người nhá. Cây này rất là đẹp này. Trồng kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa hồng thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần tưới 8 đều đặn thôi, nhân nước nhì phân mà. Các cụ mình bảo là nhân nước nhì phân, nhiều bạn cứ hỏi em là anh mua cây của em về thì thì bón phân như nào cho cây nhiều hoa. Thực ra thì mình chỉ làm đảm bảo cái khâu quan trọng nhất, nó là khâu lựa tưới nước đã. Mình cứ tưới đủ nước cho cây, không để cho cây thiếu hay thừa nước. Nhiều bác khi mới mua về thì cứ ngày đi ra đi vào nhìn kiểu cây mới mua về là sốt ruột, mới cả kiểu tâm lý mới mua ấy, nó cứ hay ra ngó nghiêng ấy, là hay tưới nhiều. Lại tưới nhiều quá, nhưng mình những ngày đầu mà mới mua tưới nhiều quá, xong là khi mà mua một thời gian lâu rồi thì chán, lại bỏ bê nó, không tưới tắm cho nó thì cây nó bị rạc cây. Thế nên là tiêu chí đầu tiên của các bác khi mà chăm một cây hoa hồng hay bất kỳ một loài cây nào khác là nhất nước nhì phân nhá. Mình cứ phải chăm cho nó đầy đủ nước, không thừa nước, không thiếu nước, đầy đủ nước, tưới nước hàng ngày. Xong bắt đầu khi mà mình tưới nước đều đặn hàng ngày rồi thì cây nó có bộ rễ khỏe rồi. Tưới nước đúng và đủ thì cây có bộ rễ khỏe được. Khi các bác bón phân và chỉ bón chút xíu phân thôi là cây nó sẽ có sức sống, nó bật lên rất là nhanh. Còn nếu mà mình tưới nước cho cây hàng ngày ấy, mình mà tưới không đủ nước cho cây, làm cây thiếu hoặc thừa nước ấy, thì cây bộ rễ của cây nó sẽ kém phát triển. Bộ rễ kém phát triển thì khi mà các bạn bón phân vào ấy thì cây nó sẽ không hấp thụ được, thì cây nó sẽ khó bật. Thậm chí mà khi mà cây nó có bộ rễ yếu rồi, các bạn bón phân vào thì làm cho cây nó càng nhanh đai thôi, nó sẽ ra đi rất là nhanh. Cái việc mà các bạn tưới nước cho cây ấy, hàng ngày ấy, nó giống như mình cũng giống như việc con người mình ăn cơm hàng ngày ấy. Đấy, phải ăn đúng ăn đủ mới không có bệnh tật. Cái cây này cũng thế, mình cứ tưới nước đúng đủ thì cây nó rất là khỏe luôn. Cây này em bán 5 triệu anh ơi, anh dâu Jin ơi. 5 triệu nhá. 5 triệu mua trong cái line ngày hôm nay, mua trên line này của em nhá. Mua trên line này của em giảm cho 500k. Mua trên line này của em giảm cho 500k. Là còn 4 triệu rưỡi ạ. Cây cực kỳ đẹp luôn. Rất là đẹp nhá. Hàng này của em là hàng to. Hàng to đẹp và hàng thuần bịch nhá. Hàng to đẹp và thuần bịch này. Gốc này, gốc rất là to, vanh của nó vanh gốc của nó là vanh 14 15 đấy. Vanh gốc của nó là vanh 14 15 nhá. 20 này, 40 này, 60 này, 80 này. Thoát thân 1 mét luôn. Cái này thoát thân 1 mét và tán đẹp luôn nha các bác nhá. Bác nào đang quan tâm thì nhắn tin qua số điện thoại em để ở đầu kênh. Nhắn tin cho em qua số điện thoại em để ở đầu kênh nha mọi người nhá. Đây, cây rất là đẹp luôn. Hồng cổ Sapa. Hồng cổ đấy bạn Thùy Nguyễn ơi, đây là hồng cổ đấy còn gì nữa. Hồng cổ này, hồng cổ Sapa đây là chính là hồng cổ đây này. Ở Việt Nam mình là có hơn chục giống hồng cổ. Ở Việt Nam mình, thị trường Việt Nam mình là có hơn chục giống hồng cổ. Thì hồng cổ Sapa là một trong những cây hồng đẹp nhất. Một trong những cây hoa hồng cổ có tông màu hồng đẹp nhất nha các bạn nhá. Hồng cổ Sapa là một trong những cây hồng cổ tông màu hồng đẹp nhất. Ngoài hồng cổ Sapa ra, ở mình có cổ bạch, cổ đào, cổ Huế, Huế son. Rất là nhiều loại. Em bán đồng giá anh ơi. Còn đây là hồng cổ. Đây thì cây, những cây mình đang quay này, nó chính là hồng cổ Sapa nhá mọi người nhá. Hồng cổ Sapa. Đây này.